mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tinh thần đó đã góp phần giúp cho hoạt động hiến máu cao đẹp ngày càng phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Với thông điệp ý nghĩa này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Quân y 103 tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo. Chương trình thu hút được nhiều giảng viên và sinh viên của nhà trường tham gia. Ngay từ đầu giờ sáng, tại khu vực hội trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đông đảo các bạn tình nguyện viên, sinh viên đã có mặt để làm các thủ tục cần thiết trước khi hiến máu tình nguyện. Nhiều sinh viên phấn khởi, hồi hộp khi lần đầu tiên được tham gia hoạt động ý nghĩa này. Nhưng cũng có những sinh viên tự tin, hào hức và hạnh phúc khi bản thân làm một điều có ý nghĩa cho xã hội. Lần đầu tiên em được tham gia chương trình hiến máu tình nguyện này, em cảm thấy rất là hụi hộp, rất là vui. Tại vì là lần đầu tiên được trao những giọt máu của chúng em để cho các bệnh nhân mà đang thiếu máu ấy. Nên em cảm thấy đây là một cái chương trình rất có ý nghĩa cho xã hội và cộng đồng. Em đã tham gia hiến máu được 3 lần ạ. Và em nghĩ là hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử rất là cao đẹp. Em cũng là một trong những tình nguyện viên của Hội Máu Hà Nội. Em cũng đã đồng hành với chương trình hiến máu tình nguyện được 4 năm rồi ạ. Thì em nghĩ là em sẽ đã đang và sẽ cố gắng tham gia với cái hoạt động hiến máu nhân đạo, bởi vì em nghĩ đó là một hoạt động rất là ý nghĩa. Bởi vì khi mà mình cho đi thì thực ra bản thân mình cũng sẽ không mất đi cái gì cả, mà mình sẽ nhận lại được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là nhiều nhất em nghĩ là tình cảm của mọi người dành cho cái hoạt động ý nghĩa này ạ. Đồng hành cùng chương trình hiến máu nhân đạo lần này không chỉ có các sinh viên có đủ sức khỏe, tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia cùng cộng đồng đến từ các khoa, mà còn có nhiều giảng viên nhà trường cũng rất nhiệt tình ủng hộ và tham gia. Chương trình hiến máu tình nguyện này rất là có ý nghĩa với không chỉ là các bạn sinh viên mà cả cán bộ giáo viên. Trong cái tình hình hiện nay thì khối lượng máu cho bệnh nhân thì đang rất là thiếu. Thế nên là việc mà các bạn sinh viên tham gia hiến máu hay là cá nhân một cán bộ giáo viên tham gia hiến máu thì rất là cần thiết. Khi đi hiến máu thì bản thân mình cũng thấy khá là hồi hộp vì là lần đầu tiên mình đi hiến máu. Tuy nhiên thì đến đây thì mình thấy là cái khâu tổ chức được thể hiện rất là chuyên nghiệp và các bạn ấy hướng dẫn chi tiết cụ thể nên là mình thấy không có lo lắng gì nhiều. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu nhân đạo dần trở thành một nét đẹp văn hóa của nhà trường, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cả tập thể giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Hoạt động còn góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu của các ngân hàng máu tại Việt Nam hiện nay, giúp sinh viên của trường có ý thức sống vì cộng đồng, biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Thực hiện kế hoạch công tác của năm học thì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc và các cái bệnh viện đã thường xuyên tổ chức các cái hoạt động hiến máu nhân đạo. Và thông thường thì một năm trường tổ chức 2 đợt, vào đợt tháng 10 và đợt tháng 4. Và để tổ chức được chương trình này thì nhà trường cũng đã họp ban tổ chức và phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, các đơn vị trong nhà trường để triển khai kế hoạch thực hiện. Và thông qua các cái đơn vị và các đoàn hội thì cũng đã lan tỏa được cái ý nghĩa của cái chương trình này đến các bạn sinh viên. Và từ đó thì các bạn đã tham gia rất là tích cực. Là một thành viên trong câu lạc bộ Trái Tim Đỏ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và em cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ. Câu lạc bộ của em thì hàng năm vẫn sẽ là đơn vị đồng hành cùng với lại nhà trường và đơn vị lấy máu để tham gia hỗ trợ điểm máu cũng như là chăm sóc các bạn sinh viên và người dân đến tham gia điểm máu. Và vào mỗi điểm máu thì chúng em sẽ có những cái buổi tập huấn nâng cao cũng như là sẽ có chương trình đi phát thư ngỏ cho không chỉ là các bạn sinh viên mà sẽ lan tỏa đến cả người dân trong khu vực được biết đến điểm máu và mọi người sẽ cùng nhau tham gia vào chương trình hiến máu nhân đạo. Gần 500 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu nhân đạo không chỉ là con số biết nói mà còn là sự quan tâm của giảng viên, tình nguyện viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dành cho những bệnh nhân kém may mắn đang cần sự giúp đỡ. Những giọt máu tình nguyện hiến dâng không chỉ đem lại niềm tin, niềm hy vọng vào sự sống của những bệnh nhân mà còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tình yêu thương, sự sẻ chia của tuổi trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.